Chào anh em, tôi Sơn Vân Tu đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em ba mẹo để anh em có thể có được cuộc sống đẳng cấp bậc nhất ở trên thế giới và không hề thua kém người nào cả. Thông thường là chúng ta rất là khó có thể thể hiện đẳng cấp của mình ra bên ngoài nếu mà không có những công cụ hỗ trợ. Vì thế nên là Vertu là một trong những công cụ hỗ trợ để giúp cho anh em bước chân vào thế giới thượng lưu rất là nhanh, và anh em cũng không sợ thua kém bất kỳ bạn bè nào cả, và anh em sẽ trở thành ngôi sao trong mắt người khác, anh em sẽ được tôn trọng. Thứ nhất là anh em sẽ sử dụng Vertu. Khi mà sử dụng Vertu này thì anh em lưu ý cần phải kết hợp với điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là anh em sẽ kết hợp cùng với ô tô. Vertu và đi cùng với ô tô rất là hợp với nhau. Và cái thứ ba anh em nên kết hợp đó chính là những chiếc đồng hồ. Vertu và ô tô đồng hồ, đấy là ba cái thứ mà giúp cho anh em có thể bước chân vào thế giới thượng lưu và trải nghiệm một cuộc sống vô cùng sung sướng, vô cùng thoải mái. Nếu anh em mà đã có ô tô rồi thì nếu anh em mà đã có đồng hồ đẹp rồi thì xin chúc mừng anh em chỉ cần sắm thêm cho mình một chiếc điện thoại Vertu chính hãng hoặc chính hãng đội vỏ là được. Và anh em lưu ý nhé, đừng chơi Vertu fake. Không chơi Vertu fake, bởi vì Vertu fake mặc dù trong hình thức thì nó giống Vertu chính hãng hoặc chính hãng đội vỏ như này, nhưng mà anh em sẽ không có được sự tự tin ở bên trong mình. Đấy, bởi vì là khi mà dùng Vertu fake làm mình bản thân trong bên trong mình nó đã không mang lại sự thoải mái rồi. Vì thế, nhưng mà chiếc Vertu chính hãng đội vỏ này thì hoàn toàn khác, là bởi vì ruột của nó là ruột Vertu chính hãng luôn. Và chiếc điện thoại Vertu này thì nó không hề kém cạnh một tí nào so với những chiếc điện thoại Vertu chính hãng. Thậm chí là nó còn nhiều điểm, nó còn có những nét nó còn đẹp hơn cả chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng. Vì thế nên anh em dùng chiếc điện thoại Vertu chính hãng đội vỏ này hoàn toàn yên tâm nhé, hoàn toàn yên tâm và không phải lăn tăn một điều gì cả. Trên đây là tôi đã chia sẻ ba cái mẹo để anh em có thể bước chân vào thế giới thượng lưu một cách rất là nhanh chóng. Nếu anh em mà thấy cái video này hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh này và hãy like cái video này để những video tiếp theo của tôi còn hiển thị lên trên màn hình của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.